bạn ấy mà chụp khnì tru tru bây giờ chỉ là khán mà bây giờ bạn chỉ là khán nó giống mấy cái chi bây giờ để cho bạn trả làm bài bồi dài làm bài là tập hóa bài chỉ mà tập cam rồi gọi là tập hóa bớt tại bạn mau bị than tập hiệp và bớt rồi gọi là than tập bài chỉ mà tập cam nhưng mà miền lệch khán vậy và sân mà rồi đi cả lang tao là tập hóa là giống mấy the results là tập hóa là bạn mau bị than tập hiệp tại bạn mau cố hại nhưng người ta hại tập hóa lệch khán đi bị chèn mấy lệch khán đấy bị chèn mấy anh nói cứ chỉ conditional sentences hay đã tới về đối diện xa mạnh này tại vì trái trên chỉ trắng này là như mà chụp cái chỉ muốn zero conditional nên là khăn bài là zero và zero nó cứ như vậy zero conditional nó cứ chỉ lệ khăn để mình chạy ở phía thiết bật như vậy ưu tiên họ thì rồi sân mạnh này anh cầm đại tật nhưng đột cầm đại tật if you hit water, you đặt cầm đại tắt nó bây giờ mình tắt với nó phù giờ mà xanh gì dương vậy vì cá bớt cứ bên chừng the real, okay, the real conditional nhưng lẽ khăn bớt nó cứ bên chừng xanh mà dương đặt tắt nó phù if you hit water, it boils rồi có những anh vậy ta when you hit water, it boils bây giờ này anh đặt đại tất nguyên năng phục cho lẽ khăn bật nâng cái hai vệ thả zero conditional ủ thì họ xem chưa chỉ muốn zero conditional ủ thì họ thả tất cổ và sau đó mà dương cầm đại tất cổ nguyên năng lý if you hit ice it melts hit ice it melts và sau đó dương đặt thơm mô cho tất cổ nguyên năng lịch when you put a rock in water it sinks. Rồi có những thà nơi bê đại phái bồn nâng mà sân mà dương tật lẹ phái bồn viên nó thật lẹ sao ta tầm nhìn đây và dương mà dân dương tật lẹ phái bồn viên nó thật lẹ nhưng if you dropped an apple it falls sân mà dương tùm lẹ phái bồn mỗi viên nó thật lẹ bệnh như thế này cả bệnh này bệnh như thế này cả bệnh này bệnh cái viên đại nó lên tật chắc mà sân mà dân dễ thôi oil floats cứ viên đại oil floats when you pour it onto water chắc phèn viên đại là p này nè chắc viên châu được không tắt viên liêu châu này thì phèn anh tắt viên liêu châu này thì phèn anh đại là tắt chắc oil floats when you pour it onto water nhưng cái chữ real conditional cứ chỉ lẽ khăn bứt tại vì nó cạn láng nó phê rồi nó phê như vậy mà phê là này ai cũng đại tất có viên nó lệ phê là này lệ tất châu tất có thâm mô châu tất viên nó sinh viên lệ sân bây này lệ lại phố viên nó lệ phố nhưng cái chữ lệ khăn mới đẹp đó nữa là tất có bứt cứ chữ real conditional chúng ta real conditional nhưng bằng cả bây giờ mấy tùm rốn mà viết cứ if rồi có when bốc chi mùi nâng clause mà đại dương bao dài vậy clause nâng cứ dương xung đạt lửa action if when chỉ cảm chỉ đạo hết như phở action mới chỉ thông dụng present simple chân if you hit water okay, if you hit water chân cảm phiết đại dương thức vốn cứ dương hit water okay, vì thông dụng mới chỉ present simple trong luôn present simple cao với cứ cao present tense nhưng if you hit water comma nó bây giờ như đặt ví dụ chia ví dụ clause hả nhưng thầy đặt comma này to bởi vì okay nên if rồi còn when nhưng thầy đặt comma mũi sân chọc ví dụ đây chỉ đau một hẹn nó nhưng đặt comma mũi và to mới nhưng đặt let the poll để change một pí action tại vì let the poll giống mình nhưng if you hit water it boils hay không cả án cái chuyện này lại khám máu cái dương lẽ xong đây if you hit water scope bằng tính đó it boils cái này cứ chỉ tùm rung với action chỉ muốn if hay result thì đã mà clear tiền mà dụ tiền cái ta hiện mà mưa
conditional of segment điện, conditional of segment điện, chỉ conditional bài chỉ imperative, imperative nó cứ người ta nhận là bằng chi, là nó bắt buộc thưa mùi imperative. Chứ imperative nó trở bàn prao nó không bởi vô bài bạc khả năng chỉ mùa the if clause nè, bởi vô đại miên if nè, mà cứ bỏ dài em bị sản phẩm chia sẻ mặt cam hypothetical hypothetical cứ chia biết là bài sản phẩm cam này sản phẩm cam cứ đam hay là cái lược lại nữa nè sản phẩm cam mà nhưng sản phẩm chia sẻ mặt cam how imperative clause anh nghe bây giờ này chia thành thử thử ấy nè cứ việc bỏ dài em bị vậy là làm nè trong thử thứ person ba hypothetical situation mà sinh viên than phép chia sẻ mặt cảm này cả làng actually happens mà bất cứ cả làng mình anh chẳng person mà này ai đã chia nè you called mà thảo là cái này dùng trên khía cái dùng ở dùng ở chụp bài thằng bị đã chia được có lần nghe khang bên đây bên đây dùng ao ai nghe được quạt nè ao cold được quạt ai nghe được quạt hay phép quạt anh chia này if you called person mà này ai đã chia put on a coat ពាក់អាវទាំងនេះយ៉ាងតែ put on a coat អញ្ចឹងអានេះគឺជាប្រយោគដែលបញ្ជាក់ពីស្ថានភាពឬក៏ជាសមត្ថកម្មជាដើមហេតុហើយបើសិនជារឿងនឹងកើតឡើងមែនអ្នកឯងនឹងធ្វើអីអ្នកឯងនឹង put on a coat អញ្ចឹងប្រយោគទាំងពីរហ្នឹងវាសុទ្ធតែជាប្រយោគ in present tense យកនៅក្នុងជាប្រយោគក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលណាជាងកិច្ចសារបស់វាគឺជា present tense អូខេយ៉ាងណាហ្នឹងហើយអភិយោគទី2នេះមួយទៀតខ្ញុំមកវិញទីអភិយោគទី2នេះគឺអត់មាន subject ទេអូខេអត់មាន subject ទេដូចតែសារតែវាកំង subject ពីណាគេ subject you ហ្នឹងឯងខ្ញុំប្រាប់នែឯងឲ្យពាក្យអើងាហ្នឹងឯងយើងមិនបាច់ដាក់ subject ទេពីព្រោះយើងប្រាប់ពីណាគេម្នាក់ឲ្យធ្វើហ្នឹងឯងអ្នកដែលស្ដាប់យើងគឺគាត់ទៅធ្វើហ្នឹងយើងមិនបាច់ដាក់ you ទេណា if you call put on a coat ចឹងគេនិយាយគឺនិយាយទៅអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងឯងហ្នឹងកំងអ្នកស្ដាប់ឲ្យធ្វើអីហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ដាក់ subject ទេតែឡើយយើងមើលឧទាហរណ៍ថែម For example if you feel sick call a doctor ពីណាគេ call អ្នកឯងហ្នឹង call a doctor ចឹងខ្ញុំនិយាយមើលអ្នកឯងចឹងខ្ញុំប្រាប់ថាឥឡូវទៅធ្វើម៉េចប្រសិនមកអ្នកឯងឈឺ So if you feel sick call a doctor ចឹងមិនបាច់ដាក់ you call a doctor ទេដាក់ call a doctor ណាអានេះគឺជា imperative sentence មានន័យថាវាគឺជាប្រយោគដែរគេកំងយើងធ្វើអីឬក៏គេប្រាប់យើងធ្វើអីណា If the dog's hungry ប្រសិនមកឆ្កែហ្នឹងវាឃ្លានអូខេប្រសិនឆ្កែឃ្លានមិន feed him ដាក់ចំណីវាទៅណា feed មានន័យដាក់ចំណីដាក់ចំណីវាទៅពីណាដាក់អ្នកស្ដាប់ហ្នឹងឯងអ្នកហ្នឹងឯងអូខេ feed him If the traffic is bad ណាប្រសិនមកចរាចរណ៍វាមិនល្អ cycle to work ចាក់កង់ធ្វើការគំជីឡានឡានស្ទះណា The traffic is bad so don't drive to work okay so cycle to work ជីកង់ធ្វើការជួយបាយកាអីវាស្រួលធាក់ហូបវាអត់ចៀតខ្លាំងឯកង់ If the children behave badly behave មានន័យថាបញ្ចេញកម្មកិរិយាមានកម្មកិរិយាមិនល្អ behave badly call me ចិត្តរបស់ខ្ញុំណាប្រសិនមកក្មេងនេះវាចង្អេងងាងវាបញ្ចេញកម្មកិរិយាមិនល្អវាទៅលេងលួតលើសឡុងលួតអីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺ behave badly ណាមានសកម្មភាពឬក៏តចរិតមិនល្អធ្វើកម្មភាពមិនល្អហ្នឹងគឺ behave badly អូខេ behave ធ្វើកម្មភាព badly ណាទង្វើកម្មកិរិយា badly គឺបែបមិនល្អអញ្ចឹង call me ចិត្តរបស់ខ្ញុំចិត្តរបស់ខ្ញុំ don't stay up late if you're tired ណាកុំណានៅយប់ពេកណា don't stay up late បើសិនម្នាក់ឯង hot ទៅគេងទៅអូខេ don't stay up late កុំនៅយប់ពេក late ហ្នឹងមានន័យយប់ណាយប់ឈួនអូខេអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ don't stay up late នេះនៅពីមុខវិញបាទយើងអាចដាក់ if clause នៅពីក្រោយប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងដាក់ if clause នៅពីក្រោយយើងមិនដាក់ comma ទេអូខេព្រោះ comma វានៅពីក្រោយ if clause ប៉ុន្តែឥឡូវយើងយក if clause មកដាក់ខាងក្រោយហើយយើងគាត់ដាក់ period មកចុចមកចប់ហើយអូខេយើងមកថាប្រយោគវិញទៀតណា let me know if you need help ណាឲ្យខ្ញុំដឹងណាឲ្យខ្ញុំដឹងបើសិនមិនឯងត្រូវការ
tất cả chúng nuôi cái ai chui nè giống như là if you need help ok giờ này cứ chia là tập hợp rồi vậy đấy nâng cao làm phần sân mà này ai tất cả chúng nuôi chắc là gì mà cao tầm rộng với dạng mày vậy tao cao tầm rộng với dạng mày how to form if you're cold nhưng như form về mày chỉ một present simple if hỏi đặt present simple mà you cold sân mà này ai chết okay. Comma đã comma nó có if clause hay như là imperative sentence mà là put on a coat đã clause imperative clause ví dụ là cái chia là chia order rồi give advice nó cứ dừng lại bên này cái tôi này chứ imperative mà nó thiết cứ ở miền subject gì ở miền vật thiên này là thường bơ cứ nhận start ngay chẳng bạch đạt you put on a coat này chứ put on a coat chứ put on a coat job ok lời dân màu chua khả niệm chứ mùi là the first conditional chứ mùi là lẹ khăn tí mùi mà nhưng lẹ khăn bài 0 0 cứ mùi là nó cả làng cả bật với nó cả làng nhằm mệt vì chỉ present tense hơi nâng vì chỉ là bình chìa nó 0 conditional anh này một first conditional cứ cái gì bị future real điểm P anh ta cốt này bị chết này, này bị cắt này, này bị nâng cắt này, này bị nâng cắt này, chui chơi real, real là cứ bứt, ok, bứt giang mình. Ví dụ that if I save enough money, I'll go on a cruise. Chứ mà sao thì khi nhóm xong lối bán group con, lightly action, cứ cam phết mua đại dương rong thứ, dương cruise thứ, ok, if save enough money, sao mà khi nhóm xong lối group con. Biết rằng mình I go on a cruise nhóm nâng từ đồng đại công sản tạm cặp bà cái cruise nâng cứ cặp bà thì đích nhá nâng hay cruise chỉ khi nha chỗ nâng từ tạm công sản tạm tiếp xem xinh tạm chân này tạm có hỏi như cruise ok chẳng với cái chìa future real cứ chìa rương để ai nâng cả lãng bất bà con bà sân mà dương dần xong lối bàn cặp con dân về tiện tôn cho mỗi là nạc cụt first conditional how to form ta như một cao tầm rộng như dạng mấy if I save in the money và sân mặc nhóm sau lời bằng cụm cron khi chụp tầm rộng present tense hoặc là comma khối là if clause nâng mà hãy bây giờ đặt clause mới tiếp thật I'll go on a cruise cứ chụp future là mình chết thả và nâng miên rương với cả lăng và sân mà đam hết thả dưới này ai chân sau lời bằng cụm cron ok I go on a cruise ok ủa thì mình thay này first conditional cứ if I go jogging và sân mà khi nhóm tự đá mà jogging cứ đá huyền liền nó phải mình chắc walk okay. walk đá run rất jogging mình là chả lọt này đá nhộp và sân mà khi nhóm chân tự đá jogging nhưng hai jogging chân mà tới này thì đá nhộp và sân mà khi nhóm chân tự đá jogging chúng trên chạy đa cho cái nhóm nâng sọt cái lô mẹn mà sao dân ta dân nâng sọt cái lô ấy và dân đấy dân nâng làng cái lô ấy ok anh em nâng cái gì lẹ khăn để ai ta thưa đi là bài bàn này ok tutorial là cút bứt nâng cả láng và sao mà dân cho cái if I get a job I buy you suit sao mà khi nhóm bàn cả nghĩa khi nhóm nâng tính suit chúng chúng tính suốt bớt sân bạc nhóm bán càng gì anh ấy cứ future anh ấy cứ chúng bán đi close lại anh ấy cứ chỉ future tense là sao tại vì vậy vì ta nâng miền rừng vậy cả lắm bớt sân bạc nhóm bán càng gì thôi về get a job chứ if I get a job cứ chỉ lẹ khăn nó bây giờ chỉ lẹ khăn nhưng đọc future đấy này bớt sân mà nhóm bán càng gì thôi nhóm nâng tính suốt ok if này cứ đọc future đã viết là bị coi như thế, ok? If it snows, là bớt mà viết flat pro thì có I'll go skiing, khi nhóm nâng tới chi ski thì có cái skiing, đấy. Chứ bớt sân mà flat thì có khi nhóm nâng tới chi ski. So if it snows, I go skiing. If I cook, will you do the dishes? Bớt sân mà khi nhóm dùng ăn ha, ta này ai nâng liêng trà này. So này future situation, lẹ khăn
Đó này anh đang thử cà liên chán ấy, mà sao nó nhầm cục. So if I cook, will you do the dish? Do the dish. Do the dishes mean này thật liên chán ấy. Will you do the dishes? Yes or no? But if you won't do the dishes, I won't cook. And then what's that? I won't cook if you won't do the dishes. Oh, nhầm dây khó, mày nhá, nhầm dây khó. Mà sao lại clear mày nhầm dây khó. If I cook, will you do the dishes? Dân dây tha. I won't cook if you don't do the dishes. Vụ if dân là tạo viên là cái đồng if ấy. Chà, đường khá về dân dây tới. Có ai khó khăn. Chứ mà dân thật ăn ngọt. À lâm bây dân hoa này. Và sân mà dân từ Africa. Và sân mà dân từ Africa. Ok. Dân năng từ mưu xuân sạch. Chắc dân thật. If we go to Africa. If we go to Africa. Dân năng tại mưa xuân sạt, we'll go on safari nên mưa xuân sạt. I won't go outside, nhóm nâng mình tranh tất cả đi. I won't go outside if it rains, xin mời việt pleang, chào xin việt pleang, nhóm ở tất cả đi. I won't go outside, okay. Nhưng mà anh ấy cứ chỉ là tập hợp, là xin mời được cái này, okay. Chứ nó có ít hiện đạo viên này, okay, hiện đạo viên này. Dạ đặc biệt là chẳng mà là muốn nâng cái nhóm mà anh dây viên mà những cái khó đấy. Ok. Chẳng những stick cho mùi nó phải dụng như thế. Ví dụ là khi mà nó cao muốn nâng vì chỉ đưa một xây ra nhưng mà cho chạy thực đạt thế nữa. Ok. Đó. Nhưng mà tôi tiện. The second conditional lạc khăn bài tỷ pi nâng cứ bị dạng mạch. Mạch cứ real, future real. Cứ là quân tại vì bứt. First condition, zero condition, cứ chỉ riêng put mà, mình đặt tàu mà nào, cứ riêng nó cứ put chẳng mà, thật là nó cả đang chẳng mà, mình thử mình là nào put ấy đấy, mình chơi chơi đấy. Đặc biệt second condition nó cứ chỉ riêng mỗi đấy, riêng mình put, ok, we unreal, riêng mỗi đấy mình bán cả đang đấy. If I won the lottery, I would leave my job. Nó cứ chỉ riêng mỗi đấy vì bị bạn đang cả đang nữa, còn thì chỉ đây sầm mày. Còn là chỉ cách đây xong mày vì unlikely nên happen vì mình nghe nên cả lạ nữa nè rồi cả chân em lottery cả chân em sao vì nghe nè ở bộ sân trong chân em lottery khi nhóm nâng chúc thơ ca I would leave my job nhưng mà anh thơ ca sao tạo đôi vậy nè trong màn đôi mà thơ ca nhớ nè if I won the lottery bây giờ mà khi nhóm chân em nhớ chân em giờ có chân em có ớt ớt nghe chân em đi. Anh chàng anh cứ gọi nó cái đấy mình khâm cả sớm mai này. If I won the lottery, I would leave my job. Không nhầm nó chụp thứ cả. I would leave my job. Bà hứa nó nghĩ cả lại. Anh lại đi to happen. Anh chàng biết chỉ unreal conditional. Mình sẽ chỉ lạc khăn với đại vì mình bứt. Dây mà người ta bật thân à là mình chân. Anh ta mình khâm ấy nè. If I won the lottery, I would leave my job. Chắc nó cứ chỉnh chế ông bị thân phía ba chấm bón rồi còn là cút. Ba chấm bón rồi còn là cút. Nó phải dân khuyên past tense thì còn trong phía dân thà rương nó cứ vì unreal, cứ vì mình bật. Cứ vì mình bật vì mình chạy sẵn như thế. Vẫn tại bật tất cả nó cứ mình mến bật tất cả để cả lạc nó tên tất cả. Cứ thì bật tất cả để cả lạc ba chấm bón rồi còn là cút. Vừa thì họ, if I won the lottery, bật sân một nhóm chân nha. Chân áo, khi nhóm nâng chân chúc thứ cả. I would leave my job. Chúng tôi rung trong cái bằng cao với cái if hỏi nhưng là ví dụ I won verb nó cứ gì past tense I won the lottery thì nó kêu nè à chứ nó khi nhóm nâng chân đi chụp thứ cả okay. Chụp thứ cả I would leave my job khi nhóm chụp thứ cả leave my job là chụp thứ cả ok anh chắc riêng tôi rung một tiếng if bộ chuyện mùi nâng tay cá là rương ấy nâng cá lá hay là xanh cho bà rương cá lá dương nâng vừa ấy mùi đặt phao là dạng mà đặt phao cứ ai buồn lên mai chọn hay cầm áo để cái này cứ đặt topi if cái mới ưu tiên họ thám ưu tiên họ thằng bà khi nhóm mình là vô lắm khi nhóm nâng xong ra ok if he wasn't bà quạt mình là vô kháng if he wasn't so busy he take a break còn nâng tới xong mẹ ai còn nâng xong ra
chứng nó cứ chưa cà phong mà còn có tròn từ sớm mẹ bàn tay có từ mình cất nói sai nói sao con nó bị lố vô ok he was so busy he wasn't so busy if he wasn't so busy he take a break và lấy con mấy lấy con lố vô nè bàn tay con cứ thao sau này con mình lố vô lấy con từ sớm mẹ vào đây ok chứ là nó bị unlikely là con nó mang break sao tất cả nghe con chơi con lố vô I call her if I knew her number. Khnyom nang choch tan nieng. Khnyom choch tan nieng bosan khnyom dang lei ba nieng. Okay. Khnyom nang choch tan nieng bosan khnyom dang lei ba nieng. Ban dan la nang yeung bap dang. Okay. Yeung bap dang. Ban dan yeung chong choch tan nieng nang. I call her if I knew her number. Bosan ma khnyom dang lei ba nieng. Which is unreal conditional view. Thiet pat ku nieng at dang lei nang te. Injang thua oi nieng nang man aach choch tan nieng choch tan mneak ni ka. Niên mà ai cho tâm nhận đi cao thế thì sao thì niên ở bàn qua lấy đi chân niên vậy thôi và sao được nhầm đằng sao được nhầm đằng lấy từ sao bàn niên đó nhầm đằng cho niên I would call her ở đó lẽ khan là ví dụ thế này if I move to Scotland và sao mà khi nhầm plat đi làm nơi tới Scotland I live in a cottage nhầm nó đúng không có tôm tụi mùi tôm tụi mùi cottage nó cứ sầm đà là tiệt tuổi nơi tiệt chưa được bao đấy chẳng này chứ mình lại đang tới mua tới nắng khi tiệt này mà đang tiệt tuổi mua này ok anh chính if I move to Scotland anh ấy cứ chỉ riêng mua này vì nó mình cao lãng thế mình ai nghe cao lãng thế là sai nhưng đang tham một tới Scotland nơi tiệt tuổi nhà nào trong tới tiệt ok bây giờ khi mua Scotland nơi không to mấy nó chúng mình chỉ riêng bên này mà mình nghe những cái là unreal situation, nó bị copy à first condition là như vậy mình, okay, giờ khi mua Scotland, nhầm nơi tiệt tôi như vậy đó, if I saw a ghost, I would be terrified, chứ mà sau này khi nhiều khi máu cho khi nhầm nó phải tọt lực lắng à, bên tai riêng nó bị nghe cái là những hành cái là này, okay, vì còn là chỉ ca sớm mai cất, thà bị chậm tại riêng nó cứ cái chọn vậy pi nãy cốt đấy nè tôi bây giờ về chia past ten cái này if I had more time person mà khi ông biết bây giờ thì này I could make take up karate ok chứ mà sau khi ông biết bây giờ chọn như này khi ông nâng từ hiện karate take up karate mình là dùng từ work hard take up dùng từ work hard karate ok bất sân mà khi em riêng ông lấy, if I learn English, I could visit London. Bất sân mà khi em riêng ông lấy, nhóm nâng ai tới thì không lòng này. Bên tay mày, bên tay dương nó bị ọt riêng. Okay. Dương bị ọt riêng. Nhưng vì chỉ unreal situation, we copy all, if I learn English, I can visit London. I will visit London, or I can visit London. Nhưng vì mình chỉ future reality. Và sân như dương vậy là if I learn English, I could visit London. Mình là dương dương ở riêng ông lấy thì dương riêng FC nhỉ dương riêng Prang như thế nó bây giờ nghiến Prang như đâu if I learn English, I could visit London. Nó mà sân khi mà anh em tôi khi mà khi mà nghiến Prang khi mà ai tôi đi trong lòng tại cả bất cứ dương ở riêng ông lấy thì chắc là cứ chịu đưa mua đại mình bất về là dương vậy bị second conditional cứ chịu đưa mua đại mình bất là ví dụ bảo biết if một chỉ một ai past ten hay ví dụ tại chỉ là tập hợp có chỉ past ten ok would một chỉ một năng infinity would một chỉ một năng baseball ok chẳng bao tập đồ làm sao tiền đấy past ten dụ là chỉ là tập hợp would một chỉ một năng baseball would một chỉ một năng baseball ta lấy như mà mưa là 29 third conditional nhưng khi nhóm đang dùng chọn thầm tớ conditional về miền conditional cho anh biết và là dùng chọn thầm tớ conditional đó bây giờ dùng ba hướng phía xa phía the third conditional a third conditional trong gì thằng mày trong gì bị past unreal rương để bán cá lá không ở tại cá bàn tay bên mình bứt đi bên mình bứt đi vì mình bán cá lá thế bàn tay bên mình bị ban cá lá người chạy nhảy trên cái gì đưa mưa đấy nó không ở tại cá
bây giờ dùng gì past unreal à mới dùng gì future unreal luôn present unreal à lấy dùng gì past unreal đây là cả đại biểu mình bật cả lại if we had left earlier và sân bây giờ bạn tranh lươn chứ nè bạn chạy tranh lươn chứ nè we would have caught the train và giờ mình mà toán chương là tập lượng we would have caught the train chứ mình cứ past situation đại dương thằng bớt sân mà dương bàn mà lươn chừng đi dương nâng bàn mà toàn là tẹp hợp anh chứ nó không là tên giá ca là dương nguyên phiếp xót ra như không luôn đại dương mình bàn mà lươn chừng đi à lớn đến dương ọt bàn mà toàn trên đi và dương mình xót ra bịa đại dương xót ra như thế này if we had left earlier bớt sân mà dương bàn chạy chanh mà lươn chừng nâng tích dương nâng bàn mà toàn là tẹp hợp mà lươn tự mà tích we would have caught the train if we had left earlier. Lấy mơ tiêu hợp time. If I had woken up on time, person mà khi bạn ngừa toàn phê, I would have done my hair. Khi nhóm nâng bạn thử sợ mà khi nhóm. Đó là sợ nâng cái nhà chúng ta sẽ xảy ra sao dương toàn woke up on time. Cho nên cứ chụp biết mua là dương sau sợ là dương mình bạn ngừa toàn máu. Cho nên dương ở bạn thử sợ thì. Cho nên cứ chụp past tense mới là cứ chạy tay tay cá là vì mình bạn càng tì. Nó mà cả đang tiêu cái ví dụ đại dương sọc dài nè ở bên sân bậc nhom bạn ngược lườn ở bạn bạn ngược toàn phê khi nhom đang bạn thưa sọc bậc nhom thì mình lại gọi bạn thưa sọc này nè ok mới tiền if you had been wearing a coat nè mới mà nhẹ say nên gọi bạn bị ai là nghe thế là gọi là nghe khắng này nè gọi là nghe khắng này chương trình kể tới if you had been wearing a coat bên sân bạn này anh ban cầm bung nhưng bên sân bạn này anh ban bung là bị ai này ai là nghe này you might have stayed warm nè anh và hai chi nâng ai cái đáy chi ai thật cái nông miền cũng đáy cái nông khuôn stay warm nâng miền này tha dương nâng miền phiếp cọc cái đáy ok stay warm nâng miền phiếp cọc cái đáy mình cọc cái đáy xa này nâng chết nâng mình nông tí xa lãnh phiếp cọc cái đáy xa ta dương mà bị ai là nghe ok nâng chân nâng nông tây ca mau mà ta lấy dương quán nè nè ri bà nè mà nó rìm nhẹ còn một tia còn một tia hả hay là nghe nhò là thớt nghe nhò là thớt như thế nó sơn mà này anh mang bia ai thông này anh đừng mang cọc cái đai chứ đi này anh đừng mang phía bọc cái đai bắt đây if you've been wearing a coat you might have stayed warm chứ mình chơi phi rương nuôi đẹp đang than phiết đang plap đồ nó tay cả mà sơn mà này anh mang bia ai là nghe đi ok lần mới tiện if I had studied harder, bớt sân bạc nhom man riêng, bằng riêng chiêng đi, na nhom nâng ai, nhom ai khai tới chi doctor, nhom nâng ban khai tới chi doctor, vậy nhé. If I had studied harder, I could have been a doctor. Mình gì bị đưa mua thì còn sọc sải này, còn ăn mặn, riêng bằng riêng là nên còn khai tới doctor thì, hay còn kết tham bớt sân mà còn riêng khai chi này, if I had studied, bớt sân bạc nhom riêng man khai chi này, if I had studied harder, I could have been a doctor. Nhưng mà khai chi, nó mang khai chi, doctor. If I had known it was your birthday, I would have bought you a present. A present. Nên bớt sân mà khi nhom bán đăng thai chi, khu cụm nào đó này, giúp mình nữa nghe, giúp mấy nhỉ? Bớt sân mà khi nhom bán đăng thai chi khu nào đó này, nhom thử bán tính, cái đồ bạc. I would have bought you a present. Mà tính cái đồ ấy nhẹ mà đây. Là khi nhom bán đăng, ok. Những cái chuyện mua đại vì ăn riêng là vì làm cả làng thế hay dùng miền phía sọc dài ok nhưng dùng phở third conditional là dễ em biết tay cả đại vì biết đại vì mình bứt nữa đại vì bàn cả làng hay dùng nghe rằng là dài không lắm nhưng dùng phở third conditional là một trong ngôn ngữ giải mấy trong ngôn ngữ cứ if we had left early perhaps ok perhaps head man one of the past tense the head how you both when past participle both you when get sap along the way so if we had left earlier comma we would okay we would how you have caught okay have caught if we had left earlier we would have caught the train you នឹងអាចមកទាន់តែភ្លើងចា៎នេះគឺជា past
đây là việc mình bán cả lại đi. Ok, giống như đoạn liên vì zero conditional, first conditional, second conditional and third conditional. Zero conditional cứ chỉ rương mũi lẽ khăn mũi nâng cao lãng và sân má rương bất nó bị cao lãng vì chỉ rương bất nà. Zero conditional bị mình đẹp to mũi là cốt miền ấy tế thì khó là tha và sân như những đám tất tất nằm phụ và sân như lẽ thơ mô thơ mô thơ lẽ và sân lẽ thơ mô cho tất thơ mô nâng cho tất anh ấy cứ chỉ lẽ khăn đại bị bất chạy sẽ bị cao lãng chẳng. First conditional để khăn tí mũi cứ GMP rương ni bởi sân như thơ rương ni viên nâng cao lãng rương ngày mùi chiến bạn sân dương thưa đi đi viên nâng cao lang được thế mà sân dương xong rồi dương nâng ai tình làm nên cứ chỉ future real cứ chỉ riêng mỗi đang nâng cao lang và sân mà dương thưa riêng riêng đi. Ok, đó là second conditional cứ chỉ riêng mỗi đang nâng cao lang bên tay dương ai thưa việc thế dương ai thưa việc gì ưu thế hoa tha ưu thế hoa tha mày second conditional nhưng mà mưa là bất định nhé ưu thế hoa tha if I won the lottery I would leave my job. Anh chẳng cứ chia riêng mỗi là thà mình nghi rằng cả làng thì dân một trăm chín nha ô dân một trăm chín nha nào từ khi mình chụp thực cả anh cứ chia riêng là mày riêng này vì mình miền phía chia sẻ mình miền phía bớt đại là ngay cả làng thì cho nên bây giờ dân lưu second conditional nhưng thật đang thà áp dụng nó cứ chỉ áp dụng tại unreal là vì áp bớt được có vì unlikely to happen là vì mình nghi rằng cả làng thì ok third conditional cứ chia ប្រយោគដែលគេចង់ជាភាពយើងពាក្យអតីតកាលដែលវាមិនបានកើតឡើងដែលវាខុសពីចិត្តដែលយើងបានពោលថា if we had left earlier we would have called the train ព្រោះតែយើងបានចាញ់លឿនជាងនេះយើងនឹងមកទាន់ឡើងក្នុងមកទាន់តែភ្លើងបាត់ហើយអញ្ចឹងគឺជាអតីតកាលមួយដែលវាមិនបានកើតឡើងវាខុសពីចិត្តរបស់យើងវាប្រើ third conditional. Ok, ở con trường, anh em về, anh chị sẽ dừng cho bài chỗ, anh em có thể nói tặng 4 chỗ.